À, chào anh em á, sáng em sale 3 món rồi em đi săn hàng tiếp. 715, 715 cặp cân này 150 nè. Cái này là bán vậy thôi, cây này chưa có đăng nè. Xin qua 20 kg. Có móp xíu nè, mà hoạt động ok, lò xo đẹp. Đó, tặng cây nhỏ 10 kg nè. Cái nhỏ cũng xin qua luôn, xin qua luôn, hàng nội địa Nhật, 150, nhận chuyển khoản liền, không có bao ship. Ra bãi mua hai cây này chưa chắc được, cây 150 rồi đó. 716, 715 là 150 nha, 716 là một cái ép nhiệt, hàng Nhật điện 100V luôn, giá 150 luôn, ép bịch ni lông đó. Còn đẹp như mới à, mới là cái này nè, với là cái miếng phíp nữa là còn mới nè. Bề dài của cái bịch ép là được khoảng 2 tấc. Đây 100V, mình cắm điện vô rồi mình đè xuống thôi ép. Chính là ha. Bịch 150 điện 100V. Này bỗng cháy hẹn. Cặp bố thắng Sinter. Của xe gì không biết anh em tra coi xe anh em phù hợp. R162 là này chắc heo 3-4 bit kìa. Mới cấp Sinter nha. Nhật. Giá 150. Cái này thì nó ước lượng thôi chứ nó theo cái mã này nè. À, của CB 1000 1X nè. ST 110 nè. CB 1001 SF nè. Của các đời nó có ghi trên đây nè. Bố Sinter cao cấp 150. 3 món nữa nè. Cái món này là mình mua kèm đồ, mình bán giảm anh em. Cỏ này mình sale nè, sale thì cỏ này cũng vậy. Cũng rẻ. Nên là phải nhanh ra, có thể là nó bay nhanh hết, là đăng lên xíu hết liền. Rồi cảm ơn, xin chào lại lên clip sau.